Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghi vấn lộ đề thi văn, người phát tán đề sẽ bị xử lý thế nào? Vợ chồng tổng giám đốc công ty chứng khoán châu Á Thái Bình Dương bị bắt. Các điểm thi tốt nghiệp ở Đắk Lắk được bảo vệ an toàn. Tặng ma túy cho khách dự sinh nhật, Dung Thà lĩnh án hơn 7 năm tù. Tiết lộ át chủ bài Binomics của Tổng thống Biden. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Sáng 28 tháng 6, sau khi bắt đầu thời gian làm bài thi môn văn khoảng 25 phút, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đề thi văn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời điểm trên mạng lan truyền ảnh chụp đề thi là từ 8 giờ sáng, trong khi bài thi bắt đầu tính giờ từ 7 giờ 35. Đề lan truyền trên mạng sau đó được xác định trùng khớp hoàn toàn với đề thi văn chính thức, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Theo thông tin từ báo Dân Trí, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư Hà Nội, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, việc đưa đề thi ra ngoài lan truyền trong khoảng thời gian đã đề cập là hành vi làm lọt đề thi ra ngoài, có dấu hiệu vi phạm quy chế thi và còn có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Với đề thi chưa được công bố mà cố ý hoặc vô ý làm lộ lọt, thì người làm lộ đề thi sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước. Trong tình huống này, đề thi đã được công bố, đã được công khai đối với các thí sinh. Ảnh chụp cho thấy đề có chữ ký của cả hai giám thị nên quy định về bảo mật sẽ không còn chặt chẽ như lúc chưa được công bố. Về hình sự, người làm lộ đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia có thể bị xử lý về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Ghi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hôm qua ngày 28 tháng 6, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương APS, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương API và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương, Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Lăng, Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng, Phạm Thị Đức Việt, phó phòng dịch vụ khách hàng, về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc xử lý các tổ chức cá nhân sai phạm trên thị trường chứng khoán là nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Việc Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại API, IDJ và APS là một vụ việc đơn lẻ liên quan tới một số tổ chức và cá nhân trên thị trường. Báo Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, 42 tuổi, ngụ quận 4, Trần Thị Hồng Hạnh, 53 tuổi, ngụ quận 10 và 6 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Nhung là giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angelina, viết tắt công ty Angelina, và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, viết tắt là công ty đất vàng Hoàng Gia. Bị can Hạnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len, viết tắt là công ty Hoàng Kim Len. Theo kết luận điều tra, tháng 4 năm 2019 đến đầu năm 2021, Cơ quan điều tra đã tiếp tục nhận đơn của nhiều cá nhân tố giác Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiền Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương và Trần Văn Vân cùng một số đối tượng liên quan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này thông qua việc sử dụng pháp nhân công ty Angelina, công ty đất vàng Hoàng Gia và công ty Hoàng Kim Len để ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết mà trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau nhiều ngày xét xử và nghi án kéo dài, ngày 28 tháng 6,
Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái các quy định nhà nước, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị Mỹ Tho, gọi tắt là Công ty Mỹ Tho. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoàng, cựu chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị Mỹ Tho, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo dù biết việc điều chỉnh hạ thấp doanh thu phí vệ sinh công cộng cung cấp cho phòng quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho nhằm được nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng rác nhiều hơn thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của ngân sách là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 6, hàng trăm thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã có mặt tại điểm trường Trung học Phổ thông Việt Đức, xã Ê Tiêu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Từ sáng sớm, lực lượng công an huyện Cư Cu Yên đã tăng cường hỗ trợ cho công tác thi cử. Đội thanh niên tình nguyện của huyện đoàn Cư Cu Yên cũng tham gia. Tại điểm thi này, tất cả phụ huynh và các phương tiện khác không được đậu đỗ hay tập trung đông người tại điểm thi trên. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay tỉnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 tại 33 điểm trường. Riêng tại địa bàn huyện Cư Cu Yên có 2 điểm thi ở trường Trung học Phổ thông Việt Đức và trường Trung học Phổ thông Izut với số lượng 929 thí sinh dự thi. Ông Phạm Đăng Khoa cho hay, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được công an tỉnh đảm bảo theo kế hoạch. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Theo thông tin từ báo tin tức, ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dung Thà tặng ma túy cho khách dự sinh nhật tại một quán bar trên phố cổ Hà Nội. Tòa đã tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà, sinh năm 1966, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, 7 năm 4 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận, đêm ngày 23 tháng 11, rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại quán bar số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, các bị cáo Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh cùng Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh đã tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 2,003 gram ma túy MDMA và 2,448 gram ma túy ketamine. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Dung khai ngày 23 tháng 11 năm 2022, Giao Linh nhắn tin cho Dung nhờ đặt bàn tại quán bar 80 Mã Mây để tổ chức sinh nhật. Dung đã hứa tặng 2 chỉ ma túy ketamine để mọi người đến dự sinh nhật cùng sử dụng. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 28 tháng 6, Công an huyện Củ Chi lập hồ sơ để xử lý đối với Đỗ Quốc Tuấn, 44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, về hành vi vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và quảng cáo sai quy định. Trước đó, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi phát hiện Tuấn đang đi thu tiền góp, có biểu hiện nghi vấn cho vay nặng lãi nên mời về làm việc. Tuấn khai nhận cùng người khác thuê kiosk trong đường tỉnh Lộ 2, xã Trung Lập Hạ với danh nghĩa là văn phòng giao dịch bất động sản, nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi. Khám xét chỗ ở của Tuấn, công an thu giữ hơn 200 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, kèm theo thông tin liên hệ. Tuấn khai từ đầu năm 2023 đến nay đã dán hơn 2.000 tờ quảng cáo trên tường nhà dân, cột điện, ở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Củ Chi để quảng cáo. Tuấn bị buộc phải gỡ hết các quảng cáo đã dán sai quy định. Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu hôm qua ngày 28 tháng 6 đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Văn Vũ, 23 tuổi, ngụ huyện Đông Hải về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc Vũ phải bồi thường gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi. Báo Người Lao Động đưa tin. Theo cáo trạng, chiều ngày 18 tháng 1, tức 27 Tết Nguyên đán, Vũ xuất phát từ bến xe miền Tây về bến xe Cần Thơ. Tại đây, Vũ thuê ông DVU, tên viết tắt, 42 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, chạy xe máy trở về Bạc Liêu với giá 800.000 đồng.
Khi di chuyển đến đoạn đường D biển thuộc xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, thì Vũ dùng hung khí đâm liên tiếp, khiến ông U tử vong. Sau đó Vũ lấy xe máy, điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tàu CSB 2012 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiếp cận và đang tích cực hỗ trợ một thuyền viên bị tai biến trong lúc đánh bắt cá trên biển. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 6, tàu cá QB 98330TS đánh bắt hải sản cách cửa danh khoảng 70 hải lý về phía đông. Trong lúc đánh bắt, thuyền viên Nguyễn Minh Hường, 42 tuổi, ngụ xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, bị tai biến, sức khỏe nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh giữ liên lạc với tàu để nắm tình hình. Cử quân y tư vấn y tế cho tàu qua ICOM, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu khi tàu vào bờ. Đến khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, tàu CSB 2012 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiếp cận và đưa thuyền viên Hường lên tàu để sơ cứu và chăm sóc y tế. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về các nội dung liên quan đến hoạt động diễn tập chữa cháy rừng năm 2023 tại thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Theo đó, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Chi cục Kiểm lâm đã lên kế hoạch tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng và diễn tập chữa cháy rừng. Thông tin từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy với diện tích hơn 46 ha, tập trung phần lớn diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc dự án PACSA tại các xã vùng đông. Chi cục Kiểm lâm chọn địa điểm với các tiêu chí như nơi có nguy cơ cháy cao, có khả năng dễ xảy ra cháy thường xuyên. Các yếu tố hiện trường như loại thực bì, địa hình đảm bảo đại diện nhất cho khu vực, lập địa của địa phương. Ngoài ra, buổi diễn tập có đông đảo người tham gia trực tiếp, có khả năng huy động đa dạng về lực lượng, phương tiện và bảo đảm an toàn cho người phương tiện tham gia. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. VTC News đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Nga đã tập trung khoảng 10.000 binh sĩ để đẩy lùi cuộc hành quân của Tổng công ty quân sự tư nhân Wagner tới Moscow vào tuần trước, đồng thời cho biết Belarus cũng sẵn sàng gửi lực lượng tới Nga. Theo ông Lukashenko, Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi loạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng. Vì vậy, giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu. Ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cập nhật tình hình về nổi loạn của lực lượng Wagner cho ông một cách chi tiết. Sau đó, nhà lãnh đạo Belarus đề nghị giúp đỡ với việc đứng ra đóng vai trò trung gian hòa giải. Theo đài RT, ông Lukashenko tiết lộ Tổng thống Putin đã nói với ông rằng thủ lĩnh Wagner, ông Prigozhin đã từ chối nói chuyện với bất kỳ ai và nỗ lực đàm phán là vô ích. Tuy nhiên, ông Lukashenko đã kết nối được với ông Prigozhin nhờ sự giúp đỡ của cơ quan an ninh Liên bang Nga. Theo hãng tin Yonhap, kể từ ngày 28 tháng 6, Hàn Quốc chính thức bỏ phương pháp đếm tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả lĩnh vực tư pháp và hành chính. Theo đó, 51 triệu dân nước này trẻ thêm 1 hoặc 2 tuổi chỉ sau một đêm. Theo luật mới, được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 12 năm 2022, tất cả các khu vực tư pháp và hành chính trên khắp Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống tuổi quốc tế mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang sử dụng. Bộ trưởng Pháp chế Hàn Quốc Lee Wang-ku cho biết, luật mới sẽ giảm bớt những rắc rối và tranh chấp xã hội, cũng như giảm đáng kể chi phí xã hội không cần thiết do sử dụng hỗn hợp các tiêu chuẩn về độ tuổi. Tổng thống Joe Biden đang liên kết số phận chính trị của ông với nền kinh tế Mỹ. Tờ Politico Mỹ đưa tin, Nhà Trắng trong tuần này sẽ dốc toàn lực vào một chiến dịch đưa ra tầm nhìn kinh tế mà các trợ lý coi là trọng tâm trong di sản tổng thống của ông Biden, Bidenomics. Trước đó, Bidenomics được cho đã ra mắt thông qua một bài bình luận của tờ Wall Street Journal vào đầu tháng này với Tổng thống Biden lập luận rằng
kế hoạch kinh tế của ông hoạt động nhờ tạo ra việc làm và lạm phát giảm. Các trợ lý của Tổng thống Biden coi Bidenomics là một khuôn khổ mở rộng cho một loạt các chính sách của ông chủ Nhà Trắng để công chúng dễ dàng tiêu dùng, kết hợp một loạt các sáng kiến nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ, cùng các chương trình nhằm củng cố tầng lớp trung lưu trong nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!